Đây rồi, Yuka rapper Big Panda. Oài, mình phải nói thật mọi người là mình phải chờ tới 12 giờ, đúng phát 12 giờ luôn đấy. Hiện tại đang là 12 giờ 1 ngày 30 này. Là mình vào mình nhận luôn cái trang phục Yuka rapper Big Panda đây mọi người ạ. Đây là cái skin free nha mọi người. Cho bạn nào chưa biết thì chỉ cần vào phần sự kiện đấy thì đúng ngày 30 là nó sẽ được nhận nha. Hình như mình nhớ là nhận tới hết mùng 6 tháng 8 thì phải. Và đương nhiên không chỉ mỗi nhận skin này mà là Liên Quân cũng cho thêm một cái phụ kiện của trang phục này, có cả một cái bộ đồ màu xanh. Uầy, mình không ngờ là Liên Quân lại tốt bụng đến nỗi mà cho một cái skin mà có hiệu ứng, phải nói cực kỳ xịn luôn. Thề là lâu lắm rồi mình mới thấy Liên Quân mới cho một cái skin phải nói là vừa có hiệu ứng nha mà còn free nha. Chứ hồi nhà mọi người ý không, mỗi lần mà cho free là toàn mấy cái trang phục, lần nào là trang phục lỗ lắc này, còn hai là trang phục mới nhưng mà kiểu bậc A cơ. Nhưng mà đây ấy phải nói chắc là lâu đấy nhở, mình không nhớ, mình không biết là cái lần mà cho một cái trang phục mới mà kiểu có hiệu ứng ấy là hồi năm nào nữa, nhưng mà đây là lần thứ mấy mình không nhớ, nhưng mà cái trang phục này phải nói cực kỳ xịn đấy. Vậy nên là cứ vào thử biết để xem coi liệu đằng hiệu ứng này nó có đẹp hay không nha. Rồi, vì làm skin miễn phí ấy, mình thấy mọi người là mình pick con tướng này cực kỳ khó luôn, kiểu nào là tem cũng tranh nhau pick, xong rồi tem bên kia cũng tranh nhau cầm ấy, do skin này đang free nên là nhất rất nhiều bạn cũng đang muốn test ấy. Nhưng không sao nha, mình vẫn sẽ cố gắng mình pick con tướng này cho mọi người xem nha. Rồi thì sau một hồi mà mình trải nghiệm thì công nhận là trang phục này màu mè thật. Trang phục này nó thay đổi hiệu ứng ấy, nó thay đổi hiệu ứng một cách thần kỳ và cực kỳ đẹp nhá. Vì đánh giá cao, mình vẫn không tin rằng là Liên Quân lại cho cái trang phục này free mọi người ơi. Bởi vì mọi người nhớ không, mỗi lần mà Liên Quân mà coi như nó cho free đi thì nó cũng bắt mình phải làm một cái gì đấy, nó bắt mình làm sự kiện nào là chia sẻ mã hay là cái gì đấy nó mới cho đúng không. Mà lần này mình thấy rất là ưu ái nhá. Lần này không cần phải làm gì cả, mọi người chỉ đăng nhập đúng cái ngày cái sự kiện mà 30 tháng 7 ấy, đấy là đúng ngày này này. Chỉ cần mọi người đăng nhập vào xong mọi người vào nhận bình thường thôi. Đến cả cái phụ kiện ấy, sau khi mà Sài Gòn Phantom mà vô địch APL mọi người, đấy cũng cho cái phụ kiện màu xanh ấy luôn. Uầy, mình phải công nhận và Gardena dạo này hào phóng mọi người ạ. Thế nên đương nhiên rồi, vì một pha hào phóng này mình sẽ cố gắng ngày hôm nay mình test luôn cái trang phục cho mọi người xem nhá. Biết là trang phục này nhiều bạn có ấy, nhưng mà mình cũng muốn thử để xem coi skin này nó như thế nào. Và sau một hồi mình chơi thì đẹp, đánh giá công nhận trang phục S cộng hữu hạn mà đẹp hết. Và nên bạn nào mà chưa có thì nên nhận đi nhá. Chung thôi, lỡ đâu mà hết sự kiện không nhận được thì lại tiếc đấy. Bởi vì hiện tại nó đang free, không cần phải bỏ chơi sự kiện bất kỳ gì cả, cứ vào là nhận thôi. Rồi pha vừa nãy thì mọi người thấy bạn Gia Tà đấy, ông không hiểu sao không bay luôn, ganh mức pha đêm không gay mà bó tay chấm com. Và lúc này mới bắt đầu bay này, chịu đó. Trận này thì mình đánh hơi khó khăn nhá, trận này tên bạn qua cướp rừng mình liên tục luôn. Pha này thì mình đẩy lên mình hất hai này nhưng mà ăn không nổi, vẫn bị chết, combat vẫn thua. Pha này đánh lỗi vậy. Lúc này là mình đang đánh ở rank tiếng Anh nhá, do mình nói rồi, mình sẽ cố gắng mình leo rank mọi người ạ. Và mình nói không sai, cái rank tiếng Anh này đúng rank cắm lợ luôn. Trong tất cả các rank mình nói thật, thà mình đánh rank kim cương bạch kim còn hơn là mình đánh cái rank tinh anh này. Bởi vì mọi người biết không, cái rank tinh anh này đúng là nó gồm hết từ đồn cuối đã thế, bây giờ hiện tại đang là rank đầu mùa đấy, gà có, pro có đầy đủ. Và đương nhiên tem mình là gặp, phải nói sao nhở, cũng có vài ông chơi hay mà cũng có vài ông chơi dở, nên là mình cực kỳ ghét luôn. Đã thế nhá, đầu game nhá mình đã thọt rồi mà không hiểu sao thanh niên theo nát mình, tem mình ấy ăn hết bùa của mình luôn. Mình không ăn, hình như mình nhớ chỉ ăn đâu đó là tầm 2-3 con bùa đỏ thôi, xong rồi nó qua nó cướp liên tục. Đã thế nó còn tính ăn luôn con bùa lưu, mọi người thấy cái pha vào đấy không, nó còn tính ăn luôn con bùa lưu của mình, là mọi người hiểu rồi đó. Và rồi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy nhưng không, một lúc sau thì thanh niên này AFK luôn và chỉ còn mỗi mình với lại ba người bên tem mình thôi, còn theo nát bên mình là AFK nha mọi người. Và chắc chắn rồi, tem mình đã combat đã bị thua rồi, giao tranh thua rồi, solo đã không lại rồi, đà này còn AFK nữa thì bây giờ làm sao tem mình win được đây. Và đương nhiên trận đấu đầu tiên tem mình đã thua nhá, thì đánh rank đấy là lý do tại sao mà mình cũng ghét đánh rank. Mỗi lần mình quay nick cho mọi người xem ấy, đánh đúng chán luôn ấy thề. Nhưng thôi không sao nhá, mình vẫn sẽ cố gắng mình chơi nhá. Đấy, nhưng không sao, thua thì thua, vẫn có một cái MVP này. Rồi, chúng mình sẽ cùng đến với trận đấu kế tiếp. Mình đã tụi đi đường nhá, mình không muốn cầm con Yuka đi đường tí nào, nhưng mà bởi vì là bị ép buộc phải chơi thôi. Rồi, thì lại như mọi khi thôi, đầu game mình lại tụi bị cướp rừng. Uầy, thế mình không biết sao nhưng mà mình bị số phận của mình bị dí mọi người, gọi là bị xui ấy. Mỗi lần mình mới đi đường ấy, auto cướp rừng thôi. Đây, trận vừa nãy cướp rừng, trận này lại tiếp tục đây mọi người nhìn này. Cũng may pha này mình giết được mạng Deadshot, nhưng sau khi giết Deadshot xong mình chết luôn. Cứ nghĩ là pha này mình chết thì tem mình vẫn ăn được, nhưng không, tem mình vẫn bị thua lép một tên bạn, bởi vì con Van Heo đầu game nó khó chịu lắm. Con Van Heo mà có cái nội tại đúng kiểu đấm với cả team luôn đó. Rồi đương nhiên mình ăn luôn cả con rồng này nhá.
Ông The này cố gắng phá như hơi đen, phá không được mà còn bị chết nữa. Đã thế mình ăn được con bùa rồng này. Và lúc này mình thấy bạn ai trên ca ở trong bụi, mình vào mình chích bụi luôn nhưng không đủ đam nhá, bởi vì hiện tại là mới cấp 4, đam combo không đủ được, hơi đen. Được không trời? Tôi chịu rồi, về đi, tôi chết rồi bạn ơi, về đi. Khó vậy. Có khi nào trận này mình lại thua không? Nhìn tem no hop lắm luôn đấy. 8-15. Chịu. Mình cố gắng mình chơi lắm mọi người ạ. Trời ơi, còn chấp trụ luôn mà, chịu. Chấp trụ luôn. Bỏ tay. Đây. Đánh được. Ngon, một mạng rồi. Giờ mình mới để ý ấy. Đúng là ngoại hình cộng thêm hiệu ứng kỹ năng của trang phục này cực kỳ đẹp nhá, phải nói là đẹp. Bởi vì trang phục free mà chúng ta không nên đánh giá nhiều. Nhưng mọi người biết là mình chê cái gì ở với cái trang phục đâu, đó là cái phần hiệu ứng âm thanh ấy. Hiệu ứng âm thanh nghe không đã nhỉ, hiệu ứng âm thanh nghe bình thường không? Nghe kiểu biết là nó cũng thay đổi cả hiệu ứng âm thanh ấy so với mặc định. Nhưng mà mình thấy nó không mượt, kiểu nó không đã ấy. Nhưng thôi, bởi vì là free mà, cho free mà chúng ta còn chê xong rồi còn nói này nói kia nữa thì đâu được đúng không? Cho cái skin gọi ứng là sướng lắm rồi. Đó, như là với mình vẫn là 10 trên 10 mọi người ạ. Chứ đâu dễ gì mà liên quân cho một cái skin free thế này đúng không? Đấy, và đến với những pha cuối cùng này, lúc này là mình thấy tên bạn đang ở trên ấy, mình quyết định là mình đẩy lên trụ trên luôn. Và rồi pha này mình bắt giết được mạng Amelie nhá. Do vừa nãy mọi người để ý là Amelie xài anti rồi ấy. Mà con Amelie mà không có anti đúng không làm được gì luôn. Đấy. Sau khi giết Amelie xong thì mình di chuyển xuống đây, mình hỗ trợ team này. Và đương nhiên, hỗ trợ team phát mình quét sạch tay bạn luôn nhá. Rồi, và nhờ pha quét sạch này tem mình đẩy lên trên và nguy luôn này. Trời ơi. Nhờ pha đi lẻ tem bạn, tính là tem bạn mà không đi lẻ tem bạn nguy rồi đấy. Mà hơi đen cho tem bạn đi lẻ trả giá ngay. Đấy, lên tiếng 5 sao nha. Rồi, và chắc chắn rồi, mình lại tiếp tục có một cái MVP đấy nha mọi người. Uầy, mình sẽ thử thách ngày hôm nay để xem coi mình MVP liên tục cùng em nha. Rồi, đến với trận đấu tiếp theo, cuối cùng thì theo những ý nguyện của mình thì mình cũng đã được đi top mọi người ạ. Nhưng mà trận đấu này mình gặp thanh niên Van Heo ấy. Mà con Van Heo thì làm sao đấu lại được con Yuka này. Vậy nên là mới đầu game thì bạn đấy đã gọi AoE lên ganh dùm nha. Nhưng không sao, bạn ganh thì cũng có người ganh. Những lần sau đấy thì nói thẳng ra là Van Heo thì chẳng thể nào ăn nổi Yuka. Chất tướng xạ thủ mà đã thế còn gặp con đấu sĩ Yuka thì nó khó đánh lắm. Cậu thêm một cái là rát còn ganh mình liên tục luôn. Thì tầm này chơi game cái gì. Giờ mình chỉ trong một combo là chết chắc thôi. Đấy thấy không? Này. Đó. Làm sao mà đánh được? Sao mà đánh nổi tôi được? Giờ tầm này là chỉ cần thấy mặt của nó là mình lao vào mình chơi. Đấy. Pha tiếp theo mình đã tiếp tục mình vào nha. Thấy Van Heo mất chiêu 2 rồi. Con Van Heo này mà có mất choáng được khó đánh lắm. Anh ta tóc biến thì mình sử dụng băng xương nha. Mình nghĩ pha này mình ao nhây được nhưng mà thanh niên này có choáng với lại cộng thêm cái đồ tại thì mình quyết định mình lui luôn nhá. Chứ mình nghĩ vừa nãy mình giết được thanh niên đấy thì mình cũng chết luôn đấy, nhưng mà thôi. Không nên 1-1. Đấy, và đổi lúc sau thanh niên này chưa về này, mình xài chiêu anti tốc biến nhá. Đó, bạn được mạng luôn nha. Thơm. Ngon ngay. Thơm ngon mời bạn ăn nha liền. Trời, tầm này thì cứ nhìn thấy mặt của bạn Van Heo thì mình cứ lao vô mình lao vô mình chơi thôi. Làm sao ăn nổi mình được. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã kết thúc. Sau khi ăn được ở đường trên xong, mình đã lỡ làm một pha mà để cho Van Heo ăn được mã sắt đau của mình nhá. Và sau khi anh ta ăn được mã sắt đau của mình xong ấy, thì đã reset tiền và có được rất là nhiều tiền. Đấy, và kể từ những lần combat sau đấy thì tem bạn bắt đầu có lợi thế hơn. Vì một phần là bên mình ấy gặp ông Theo Nát. Uầy, mọi người đi không? Vừa nãy mình gặp Theo Nát đánh cung phá, xong rồi còn AFK. Trận đấu này cũng y chang như trận vừa nãy, cũng gặp Theo Nát nhưng Theo Nát còn gà hắn. Theo Nát vừa nãy cơ mọi người, Theo Nát vừa nãy còn biết chơi xong rồi chỉ yếu là AFK thôi. Còn Van Heo còn Theo Nát trận này mọi người biết không? Nó fit tận 050-040. Ôi thề bó tay chấm com luôn đấy. Đúng là mình sợ cái đánh tinh anh vãi trưởng ra, nhưng không sao, trận đấu này mình vẫn sẽ cố gắng mình gánh team cho mọi người xem nhá. Đấy, đơn giản như pha này mình vừa giết được hai mạng tên bạn này, giết luôn cả AoE nhá. AoE không thể nào chạy về được đâu. Tầm này cả chục cái dây thôi, chục cái dây còn chạy về được. Lúc này mình còn tính về được cơ, nhưng mà hết AoE thì bây giờ lại tới thanh niên cho ta này, khó hiểu thật. Rồi, và sau khi hết bay thì làm sao mà sóng nổi. Nhờ một pha Theo Nát, cuối cùng Theo Nát comeback mọi người ạ. Vừa nãy Theo Nát fit khá là nhiều nhưng mà không hiểu sao về sau comeback được. Đấy. Rồi, đến với lần tiếp theo, lần này thì không phải là lần solo mà mình với lại Rat cũng bắt được.
Nhưng mà sau khi thanh niên này bị mình với lại rát mắt ấy thì khá là cay cú và đã bảo mình là giỏi thì một một với tao chứ cứ hai lên làm gì. Thì sau khi thanh niên ấy nói hơi quả quyết thì tí nữa mình sẽ làm một pha solo một với anh đấy mọi người ạ. Đó thì bây giờ trước tiên là pha có mắt để đánh hơi căng nha. Đấy, sau khi mà tên mình ăn con shisha xong này, mình thấy bạn ấy đang đứng ở đây nha. Và sau khi mình ăn cái tên lính này thì thấy bạn ấy đang đứng ở trong bụi cỏ mà tự nhiên bị lộ sai. Thì đương nhiên sau một pha rình hơi phèo này mình nhảy vào mình chơi luôn. Mình vừa có cái giáp hộ mệnh, vừa có cả đó chính là con shisha này thì thôi đen cho bạn rồi. Cái pha solo này nó hơi cồng kềnh nha. Pha solo này mình có bùa lợi tức hơi lời ấy, nhưng mà dù không có bùa thì một con văn heo không thể đã ăn nổi con Yuka được đúng không? Đấy, và sau khi văn heo chết, Yata cũng chết, mình ăn tí tốc biến chết luôn cả John thì bây giờ tên bạn còn chẳng hết đam rồi, hết đam chơi rồi. Đam tên bạn no hop rồi, còn mỗi con gì con đấy cả? Ờ. Còn con nhái này thì thôi. Đi, xin nhảy game. Đấy, lại win tiếp này, thua mỗi trận đầu thôi nhá. Rồi, và lúc này mình đã lên được tinh 4 nhá. Mình không biết là liệu rằng hôm nay mình lên được bao nhiêu sao nhưng mình sẽ cố. Đấy, thấy không? Lại MVP. Đơn giản với Vũ đúng không? Rồi, trận đấu tiếp theo đấy mọi người thấy không? Hiện tại là bởi vì trang phục này đang là free toàn server. Mình lỡ pick con Yuka này trước, thế là bạn S4 bạn pick không được thì bạn đấy kêu là bạn phá game. Cũng may là một lúc sau tên bạn tự hủy trận nha, chúng tôi sợ phá lắm mọi người ạ. Đấy. Và sau một hồi mình chơi mọi người thì mình quyết định mình đổi sang cái phụ kiện của trang phục Yuka này nha. Đấy mọi người thấy không? Vừa cho skin free mà còn vừa cho cả phụ kiện luôn. Đấy thì vừa nãy mình đã chơi cái trang phục của Yuka rapper Big Panda rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển sang chơi phụ kiện trang phục này nhá. Đấy thì với cái trang phục này thì vừa nãy thì là màu xanh với là màu đen. Thì bây giờ trang phục này sau khi chúng ta xài phụ kiện thì nó chuyển sang từ màu xanh sang màu cam nhỉ. Đấy, nó sẽ chuyển sang bộ đồ màu cam như thế này. Công nhận đã là con panda rồi mà còn mặc bộ đồ panda nữa, đúng thề ảo ma thật. Rồi tầm này thì mình đối đầu với lại bạn Ari nhá. Ari thì đầu game mình khỏe lắm, mọi người cứ chơi đam với con Ari thoải mái nhá, kiểu do con Ari đầu game nó yếu lắm. Nói thẳng ra là dù ăn nguyên cái combo của con Ari ấy cũng khó chết lắm thật. Tầm này thì mình qua cướp rừng thôi, hay là pha này mình cướp rừng được này và nhờ một pha đẩy của bạn Yue thì mình đã chạy về được luôn nhá. Uầy, nhờ bạn Yue giúp mình ấy, bạn Yue đỉnh vãi. Đấy mọi người xem này, pha này thì thường nhiều bạn sẽ mang xương sợ đúng không, nhưng không, mình biết mình canh sát thương được ấy. Anh ta còn làm chiêu một tốc biến hơi lú tí nhưng không sao. Lúc sau thì bạn ấy quyết định bạn không về và rồi còn quay trở lại chơi với mình nữa, nhưng mà vừa nãy ấy, mất tốc biến, mất cả chiêu cuối thì bây giờ mình vào mình chơi thôi chứ còn cái gì nữa. Đương nhiên là pha này mình solo kill thắng nhá, mình còn băng xương cũng hay là mình tốc biến mình chạy về được nha. Đấy, hết chiêu dám chơi hơi đen. Rồi thì sau khi vá trụ xong thì chắc chắn là chúng ta sẽ di chuyển và đi gank giúp tem rồi đúng không? Đấy, mình chạy xuống dưới đây mình gank giúp tem mình này và ăn được cả ba mạng tem bạn nữa nhá, khá là đen cho tem bạn khi mình tới kịp. Rồi mình phải công nhận là con Yuka cơ động phết rồi đấy, bảo sao luôn pick ở trên đen cao. Đấy, tầm này thì mình gank thôi. Quẩy pha này mà mình không bị trúng anti ba đung là mình giết được cả ba đung rồi. Rồi với một con Yuka xanh xáo này thì mình cứ vào mình đấm thôi. Lúc này là Triệu Vân bắt lẻ được mình nhưng không, mình bắt đẻ lại Triệu Vân nhá. Nhưng sau khi giết Triệu Vân xong thì mình cũng bị chết bởi hai te luôn. Không sao cả, không sao cả, vẫn làm được. Đấy, bạn ba đung hất mình về được nhưng không giết được. Lúc này Triệu Vân ulti vào Oma này nhưng mà mình quyết định mình vào mình bắt vào hai te hết rồi, đang không còn chiêu để chạy được. Đó, và rồi giết luôn cả mạng ba đung nhưng cũng hên là ba đung vẫn chạy về được, tóc biến chạy về được nhá. Nhưng không sao, Triệu Vân không thể nào mà chạy được với pha này rồi. Mình gõ cái bom vắt ăn mạng luôn của Triệu Vân này. Đấy, đến với pha tiếp theo thì mình thấy bạn Yue đang đi lẻ ở đây. Yue có chiêu cuối nhưng không sao nhá, mình còn cái ulti mọi người ơi. Còn cái ulti thì mình không cần phải tóc biến nhá, ulti thì tự hồi chiêu cho mình rồi, bởi vì mình có cái ma tính mà. Đấy, một con cơ động như thế này thì không chơi lại phí đúng không? Không sao, mặc dù mình mất ulti vào đây nhưng mình không chết nhá. Đấy, phần combat kế tiếp này mình lại tiếp tục ulti tóc biến, mình tiếp cận, mình giết được mạng Hayate, giết được mạng ba đung luôn nha. Và rồi Yue cũng hết chiêu cuối, không thể nào chạy về được. Mình hồi chiêu thì mình tiếp tục combo chết luôn mặt cả mạng của Yue nhá. Thì sau khi mà pha combat vừa nãy mình chết luôn cả tên bạn, chỉ còn một mình Ari thì Ari không thể nào mà đép được cái trụ này. Và mình đã win được cái trận đấu này. Và rồi đương nhiên mình lại tiếp tục MVP chứ còn gì nữa. Uầy thề nãy giờ 4 cái MVP rồi nha. Mọi người nên lưu lại nhá. Rồi trận đấu kế tiếp, trận này mình sẽ solo cùng với bạn Vered nhá. Vered thì cũng bị nép rồi nhưng mà không phải là nép sát thương nhá,
cho bọn nào chưa biết thì con Venet này nó chỉ nép là nép cái nội tại tốc độ di chuyển khi mà nó có cái nội tại xa xích ấy, nó chỉ nép như thế thôi. Chứ nếu mà nó nép sát thương thì cũng hơi mệt đấy. Cũng may là nó chỉ nép cái nội tại thôi, nhưng không sao nha, mình vẫn chơi được mọi người ạ. Pha này hên là mình giết được Venet, mình vẫn chạy về được này. bạn tu lên mà chưa có chiêu cuối, hơi xui. Ôi, hay đấy. Bạn biết mà canh mình luôn nha. Lúc này là mình đang tính về rồi, nhưng mà mình cảm thấy là mình có thể solo được ấy. Vậy nên là mình quyết định mình không về nữa mọi người ạ. Và mình đã làm một pha tính toán đúng, mà mình đã di chuyển lên và biết kiểu gì nó cũng đứng trong đấy. Mình xài chiêu hay mình né được cái chiêu hai của bạn Venet này. Và đương nhiên solo kill này mình thắng. Đấy, thẻ con Yuka cơ động lắm, gì né chiêu lắm mọi người. Đấy, và rồi mình lại tiếp tục. Tự nhiên thấy bạn, không hiểu sao Bird Wild đang ở đây luôn. Và cũng hay là mình giết được bảng của Bird Wild nhé. Cái pha này thì mình không biết là Tulen đang làm cái gì nữa. Làm sao mà đủ đem giết mình nhở? Thề, toàn thi nhau ra cho mình ăn mạng thôi. Dễ dàng thật. Đấy, xong rồi bạn ấy hình như là Tulen nó có phải cay cú ấy. Xong rồi cứ dí mình liên tục ấy, nhưng mà không đủ đam. Bởi vì mình xanh quá rồi, làm sao dí được mình chơi. Lại theo nát. Mình bị ám ảnh theo nát rank tinh anh này rồi mọi người ạ. Sợ thật. Trận đấu này theo nát bên team mình cũng đánh, nói chung đánh ổn hơn mấy trận vừa nãy nói chung là theo nát đánh dở hơn theo nát này. Mình cảm thấy theo nát trận này đánh ok hơn đấy. Nhưng không sao, giờ thì giờ, nhưng mình vẫn cố gắng mình gánh được nhá. Tầm này không phải là solo queue đâu mọi người ạ, phải là gọi là đi ăn hiếp team bạn ấy. Chứ bây giờ con Venet làm sao chơi được mình đây? Mình lên cả cái đao chi hồn nữa, làm sao hồi máu được? Đấy, hồi không được một phát máu luôn mà chịu, sao đánh? Mượt, mình vẫn đánh giá cho trang phục này là mượt mọi người ạ. Múa vẫn mượt, hiệu ứng đẹp các thứ ấy, không có gì chê, chủ yếu là mình chê hiệu ứng âm thanh thôi nhá. Cho bạn nào kiểu không nghe rõ ấy, đấy, mình chỉ chê hiệu ứng âm thanh thôi. Thề, Violet hên vãi cứt ra luôn ấy. Bên kia Violet đánh hay lắm nhá. Lúc này là vừa nãy mình vừa bị Violet giết đúng không? Sau khi mà mình còn giết được, lúc sau thì mình lại tiếp tục mình ấn tí tốc biến nhưng mà bị hụt mọi người ạ. Violet cũng hồi cái tốc biến rồi. Cũng may là pha này mình vẫn giết được kịp của mạng của Violet nhá. Đấy, mình ăn được mạng shutdown này. Chứ không thôi vừa nãy mà không chết là đúng xui luôn. Đấy, anh ta đi lẻ này. Rồi, tầm này hết tóc biến rồi. Vừa nãy tóc biến rồi, làm sao giờ có tóc biến chơi nữa. Rồi, xong tôi vét hết. Ui, tôi vét hết. Ui, rồi xong, win luôn rồi. Mình thấy Ngô Không trên kia ấy. Ấy, phá luôn rồi, lại win rồi. Win sớm nhỉ? Nhưng không sao, vẫn đỉnh của Chop. Lại MVP. Ôi, nãy giờ mình chơi Yuka chưa có trận nào là mình không MVP luôn mọi người ạ. Đỉnh chưa? Rồi, đến với trận đấu cuối cùng. Ôi, mình thấy mọi người đây là cái trận đấu căng thẳng nhất nhỉ. Đầu game thì mình tính solo với bạn Jena, nhưng mà mạng mình bị yếu ấy. Đấy mọi người thấy không? Lúc này mạng mình bị yếu này, mình bị thanh niên này Jena. Nên là đánh mình suýt nữa mình chết, mình phải tốc biến mình chạy về rồi đấy. Và rồi một lúc sau mạng mới ổn định để mình có thể làm một kèo solo nha. Nhưng mà rồi bạn sau khi mạng mình vừa hồi kịp ấy thì Lorian lỡ đánh hơi nhanh. Đấy, xong rồi bị chết đã thế, Jena còn chạy về được, nó hơi đen. Nó thẳng ra là trận này mình gặp ông top bên kia ấy, đánh khá là căng nha. Lúc này mình cướp được con Buret. Mình đang tính nhây bạn này ấy. Đấy thì mình biết kiểu gì là cũng xài chiêu 2 xong rồi xài chiêu cuối đúng không? À xài chiêu đầu chứ. Nhưng rồi không hiểu sao pha này có thể xài chiêu 1 tới tầm nhá. Mình thấy không tới tầm đồng hoàng mà tự nhiên tới tầm xong hồi chiêu 1 tiếp lướt mình xong mình chết luôn, ảo thật. Nhưng sao mọi người ơi, cũng may một lúc sau thì mình xài ấn tí tốc biến giết được thanh niên này sau khi thanh niên này ván được con tà thần nhá. Mà phải công nhận bạn trên này đánh hay. Nhà đánh căng phết. Đấy, và rồi sau khi giết Jena xong thì mình phá trụ này. Mình quyết định mình chấp để cho Vera combo mình thôi nhá. Do một phần đầu game ấy, mọi người mà chơi nhiều mọi người sẽ biết từng con chất tướng như con Vera này. Con Vera này đầu game nó yếu lắm. Cũng may pha này mình vẫn chạy về được này. Đấy, pha này thì chạy về được nha. Nhưng mà mình vẫn nhây nhá. Mình vẫn quyết định mình nhây. Do là Jena làm sao nhiều chiêu được đúng không? Đấy, lướt hai lần chủ yếu chạm vào người thôi. Nhưng mà mình vẫn chạy về được mà. Nó canh canh để lướt vô con khỉ, lướt vô mình ấy. Nhìn nó biết rồi. Đấy, cay lắm. Dí mình không được. nhây tí cho vui mọi người. Rồi và mình lại solo bạn này tiếp nhưng hơi đen là mình solo không được mọi người ơi. Anh ta combo kinh quá. Cũng hên lúc này mình hất tung anh ta được xong mình chạy về được nhá. Hên vãi trưởng ra.
Đấy, thấy không? Ghê vãi. Đánh kinh vãi. Sau khi mà solo với anh ta xong thì bây giờ chúng mình lại quay trở lại combat cùng với team thôi. Chứ con này chủ yếu là giao tranh tổng mà. Như giờ mà cứ đi để lẻ lẻ nữa chết. Lúc này không bắt lẻ được Gelsu này, nhưng mà bạn Jena này lại áo tướng. Bạn vào bạn tính cân 5 luôn hay gì ấy, mà trong khi team mình có hai lần thì bây giờ có hai lần làm sao giết đúng không? Hơi đen. Chơi Yuka chỉ cần vài vào cơ bản thôi. Thấy pen ở đây không? Đứng ra sau một tí, anti chạy về KS. Thể dễ vãi nổi mọi người ơi. Mình công nhận nãy giờ mình chơi phê vãi. Lúc này mình không để ý nhờ, tự nhiên không biết gì nào ở trong bụi ấy, xong rồi mình phản ứng hơi chậm ấy. Mình lỡ anti xong rồi bị anh ta tốc biến khiêu khích được mình, xong mình chết luôn nha. Combo hay, nhưng mà đánh giá là combo hay phết. Và rồi một pha solo lại tiếp tục quay trở lại. Vừa nãy là anh ta có tốc biến, thì lần này người có tốc biến là mình. Mình quyết định mình lao vào mình chơi luôn. Đấy, và mình solo chơi đam cùng với bạn này nhá. Chủ yếu là mình né chiêu 2 của con Jena này là được. Đấy, mình tốc biến lên gõ phát ăn mạng. Đó. Vừa nãy bạn này anh ta tốc biến ao nhây mình thì mình anti tốc biến ao nhây lại thôi đúng không? Rồi, thấy bon đi hết mana rồi thì cứ vào chơi thôi, không cần anti nhá. Anti tí mình giữ sau. Đấy, anti là vào lúc này này, mình sẽ anti vào con Vena này đó. Thể công nhận trận nào mà có Helen ấy dễ win lắm. Kiểu con Helen nó hồi máu khỏe. Hoài mà chắc chắn rồi, trận đấu này mình cũng win nhá. Lúc này mặc dù mình chết rồi ấy, Jena còn không chịu về cơ, mình không biết sao Jena một lúc sau mới chịu về ấy, mọi người. Mà sau khi về thì team mình đã phá trụ thắng rồi. Và nên trận đấu này mình sẽ lẽ tục thắng nhá. Nó thẳng ra là từ nãy giờ mình chỉ thua đúng một trận đầu thôi ấy. Chứ không thôi từ nãy giờ mình toàn thắng và toàn MVP. Thế nãy giờ mình toàn MVP thôi mọi người ơi. Ảo thật. Uầy, vậy là mình chơi được 6 trận mọi người ạ. Và 6 trận mình chơi từ nãy giờ là trận nào trận đấy cũng đều MVP viết. Và không có bất kỳ một trận nào mình không có MVP luôn nha. Đấy, mình sẽ cho mọi người xem lịch sử đấu này. Rồi, thì chắc chắn rồi. Đấy cũng là cái trận đấu cuối cùng mình chơi thôi. Chủ yếu là ngày hôm nay mình một test về cái skin free của Liên Quân cho mọi người xem coi nó có xịn hay không. Cho một phần là con Yuka này cũng là nhiều bạn chơi ấy. Nó thẳng ra con Yuka này nhiều người chơi lắm. Đến cả đánh hạng, đánh giải, đánh rank các thứ đều chơi hết mà. Đấy, vậy nên là mình test thử sau khi mình chơi. Ừ, đáng giá thật mọi người ạ. Trang phục này đang free nên là nhớ mua nhá. Nhớ nhận nhá. Chung thôi vài bữa hết sự kiện là bạn nào không nhận chắc tiếc lắm ấy. Còn không thì lỡ mà bận hay gì đấy thì cứ nhờ bạn bè anh em gì đấy vào nhận dùm cho. Rồi. Đấy là tất cả những gì về ngày hôm nay, về một ngày mình leo rank cùng với Yuka, skin Yuka rapper Big Panda mọi người ạ. Đấy, với mình thì đỉnh của chóp, skin free mà nên không có gì phải chê mọi người ơi. Chủ yếu là mình thấy hiệu âm thanh nó không lực thôi, chịu ứng các thứ thì vẫn đẹp nha. Rồi còn với mọi người, trang phục này thế nào? Cứ comment phía bên dưới nhá. Khai trương xả tài khoản siêu rẻ đến ngay shop hoangvu.com. Nhân dịp khai trương, tài khoản Liên Quân ở đâu bán rẻ ở đây chúng tôi bán rẻ gấp 3 lần. Giảm giá 300k giờ chỉ còn 100k, chỉ có tại shop hoangvu.com.